cho mắt môi em buồn để những phút hận ghen còn trong trái tim em. Anh không cần em vì nay có ai kia rồi, chỉ có bóng hình em lặng lẽ với đơn côi. Taxi hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Hãy đưa tôi trong bộ video này, đây là một video ở Sixth Sense Ninh Vân Bay. Đây cũng là một cái kỷ niệm mà mình sẽ có 4 tháng làm Trăng. Bây giờ hiện trạng Trăng cũng có là như thế này nè. Hãy chờ xem 4 tháng nữa mình sẽ đẹp hơn. Rồi, hẹn gặp lại 4 tháng sau để xem thử nó có thay đổi như thế nào nha. Mệt quá, cuối cùng đồng đã lên tới nơi. Tới villa của mình đây rồi. Tên, mời các bạn đến với một căn phòng tại Sixth Sense. Đây là phòng ngủ, đây là một cái giường ở trung tâm phòng ngủ, khá là giống phòng công chúa đúng không? Bên cạnh phòng ngủ thì bên này được trang bị một cái chỗ gọi là, có thể gọi là chỗ để ăn, có thể là chỗ để uống rượu, rất rượu. Có cả trái cây, có bánh, có một chai rượu, đồ chứa nước đó. Này là một cái nơi khá là đặc biệt. Trước đây Hường cũng đi rất là nhiều cái resort 5 sao cả ở trong nước và ở ngoài nước. Nhưng mà cảm thấy ở đây khá là một nơi khá là ấn tượng. Bây giờ chúng ta cùng đi một vòng. Thôi mình đi góc khác đi. bên đây là hành lang. Bên đây hành lang chúng ta có thể là mở cửa ra. Bây giờ mình đi xuống phía sau, mình xem thử là ở đây có cái nhà tắm xinh không nha. Thì đây là khu vực bồn tắm. Cái đoạn mà tắm thì Hường sẽ chỉ quấn đồ tắm thôi. Hứa. Đấy, bên này có gương thiết kế giống như là một cái phòng xông hơi cao cấp vậy đó. Ở đây có khăn này nọ. Hồi nãy thì Hường cũng làm khá bừa bộn rồi. Đừng có quay qua đây, cameraman đóng cái phòng này lại. Cái phòng này là đang rất là bừa bộn, bởi vì là Hường quăng vali rồi này nọ các thứ rất là trời. Đó, quá trời quá đất trọng. Rồi đây là nhà tắm. Ngoài cái việc mà tắm ở trong bồn thì chúng ta còn có thể tắm ở nhà tắm. Đấy là tất cả mọi thứ ở đây thiết kế bằng gỗ này. Và cả trên trần nhà. Đấy, xung quanh đây là cái hành lang bên ngoài cái phòng ngủ nha. Mình đi một lúc. Tất cả đều được trang bị bằng gỗ. Trời ơi, còn tuyệt hơn cả. Hương nghĩ nó là phải 6-7 sao chứ không nghĩ nó là 5 sao đâu. Ở đây nó có trang bị dù sẵn. Ví dụ mới đến đây check-in ấy, thì mình thấy là bên Sixth Sense họ cũng bố trí cho chúng ta khăn và có ly nước ép uống và tất cả mọi nơi đều phục vụ khá là chu đáo. Mình không để mình mệt một giây phút nào. Mặc dù Hương đến sớm hơn dự kiến nhưng mà bên Sixth Sense cũng cho mình check-in sớm. Anh mọi người có nhớ hồi nãy Hương đứng ở bên kia Hương giới thiệu phòng ngủ không? Rồi. Và bên đây là cái hành lang. Bên đây chúng ta cũng có thể ngắm thiên nhiên. Mà nếu mà mình đóng cửa không kỹ ấy thì khỉ sẽ vào phòng và ăn mất chuối của mình đấy. Rất là thiên nhiên. Ở đây là phòng ngủ riêng. Còn cái phòng khách riêng nha. Bây giờ Hương sẽ đi đến phòng khách cho mọi người xem. Thì trên cái đây là nguyên cái khu này, là nguyên cái khu của nguyên mà chúng ta book ấy, là nguyên cái khu này của chúng ta đấy. Phòng hồi nãy á là cái phòng ngủ, còn bây giờ Hường sẽ đi đến phòng khách. Thì trước phòng ngủ có một cái hồ bơi đấy, tí nữa Hường cũng nhảy xuống tắm rồi. Ok, mình sẽ cùng đi đến phòng khách nha. Phòng khách thì hồi nãy giờ mọi người cũng dàn trải ra và cho bạn ở đây. Thì đây là cái phòng khách của chúng ta, bao gồm cả có một cái bàn ngồi ở trên đây. Cái giường à. Cái này nếu mà ai đó ngủ ở đây cũng sướng nữa. Đó, cameraman không quay mình, chơi kỳ vậy. Rồi ok. Ở đây là có cả tủ lạnh nè. Đấy, bên đây là có tủ rượu. Bên đây là tủ rượu, đó. Tủ rượu, đừng quay chân nha cameraman. Bên đây là tủ rượu. Rồi bên đây có cà phê máy. Này nọ các thứ, nói chung là mấy cái đồ lặt vặt linh tinh thì thôi khỏi nói, bởi vì là mọi người đi những cái nhiều cái resort 5 sao mọi người cũng biết được rồi. Có tivi, vừa uống trà. Nói chung cái khu này nó giống như kiểu một cái gia đình. Một cái gia đình vậy đó. Đấy. Đấy.
khi nào mà mình buồn buồn mình ngắm biển thì mình ngồi đây mình ngắm biển. Rồi mình ngồi đây mình ngắm biển nè, ngắm biển như thế này và xa kia là cái biển. Chúng ta có thể ở đây mà suy tư. Ông nào thất tình lên đây nhìn ngắm biển mà suy nghĩ và đau khổ. Đây là cái con đường đi xuống nè. Đây là có con đường đi xuống mà chúng ta phải vượt qua một cái ngọn núi chúng ta mới lên được cái chỗ này. Đây là một cái ngôi nhà giữa lưng chừng núi vậy đó. Chúng ta phải đi xuống núi rất là xa kia thì chúng ta mới đến được cái khu sinh hoạt chung. Còn đây là cái khu biệt thự giống như kiểu riêng lẻ cho mình đấy. Đây là cả hồ bơi, nhảy xuống bơi không? Bơi không? Bơi không? Lúc này chúng mình bơi nha. Mình lấy bikini rồi mình ra bơi cho đàng hoàng. Rồi chúng ta sẽ cùng đến một cái phòng ngủ kế bên nữa. Phòng ngủ đây thì nó cũng đẹp như cái phòng ngủ hồi nãy á, mà nó có một cái đặc biệt hơn. Mọi người ra đây. Đây là khu tâm tiên. Nhiều sóc, nhiều chim, nhiều tùm lum hết á. Cái này mở được không? Không được. Rồi ok. Đây có một cái phòng ngủ nữa. Thì nó cũng giống như phòng ngủ phía bên kia thôi. Bây giờ Hường sẽ không nói lại phòng ngủ ha. Bây giờ Hường để quay xung quanh cái khu Six Sense và có những cái trải nghiệm gì ở trong Six Sense này để mọi người gọi là trước khi quyết định đến đây thì hãy chuẩn bị tinh thần là nơi đây rất đẹp. Uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đây là những cái cần câu khá là xịn. Bạn có thấy không? Ok, bây giờ mình sẽ lên thuyền. To eat today. Come on, she's gonna feed us. I make it a rule. You never take food from sailors. I'm starving. Là con gái thực sinh. Bây giờ mình sẽ đi tới phòng trị liệu của spa để làm massage body. Ok. Dạ, chị ơi, phía sau của mình là phòng thay đồ chị. Đây, xin chào, đây là Tomato Hương. Rất vui được có mặt trong video này để chia sẻ về những cái trải nghiệm tại Six Sense Ninh Vân Bay. Bây giờ Hường sẽ đi thay đồ nha. Hẹn gặp lại. Chuẩn bị thay đồ xong Hường sẽ quay tiếp nha. Tên bây giờ Hường đã thay đồ xong. Bây giờ mình sẽ cùng đi ra và đi massage nha. Ok, nằm giường nào thế? Chị nằm bên đây ạ. Nhưng mà chị phải cởi đồ ra nữa chị ơi. Làm quá xa mà. Cởi đồ ra hả? Dạ. La la la, đây là một cái view khác của một trong những cái căn villa tại Six Sense.
bây giờ đây là một cái cơ hội Hường đang đi du lịch thì sẵn tiện mình review một vài dòng cho ai đang khát khao đang đi du lịch, mình có thể chọn tham khảo ha. Dãy villa nằm đây, đây chính là dãy villa đó. Và bây giờ ngoài những cái view đẹp ở dưới này là hồ bơi, thôi tí nữa xuống mình quay ha, bây giờ mình sẽ xem xung quanh ở trong có gì, có gì ha. Cũng không có gì mà đặc sắc mấy, ngoài cái có một cái phòng khách rất là đẹp như này. Ui, lãng mạn quá. Nhưng mà nguyên cái căn này á, là chỉ dành cho hai người đó cả nhà. Ở kiểu gì? Đấy, buổi sáng mình ngồi mình ngắm biển, mình uống trà, mình ngắm thành phố. Ở xa xa kia chúng ta có thể ngắm được thành phố Nha Trang đó. Đó, chỗ này có thể một cái góc selfie để chụp hình lãng mạn, kiểu như tầng chân mật chẳng hạn. Ai có nhu cầu tầng chân mật có thể làm những cái trò như thế này đấy. Quầy bar có thể đầy đủ những cái vật dụng căn bản của một cái resort 5 sao em. Rượu, chúng ta chơi rượu chứ không có chơi bia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống bên dưới, sẵn sàng chưa cameraman? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một căn nhà tắm. Đây là cái nhà tắm, bật điện lên, đúng rồi, lãng mạn chưa? Đấy, chui ra đây tắm nè. Đó, giả một ổ tắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một cái vị trí tắm nữa. Ngoài cái việc tắm bồn, tắm bể, tắm nhà tắm thì chúng ta còn có thể tắm tiên. Nào chúng ta cùng ra đây tắm tiên. Mở cửa tắm tiên nào. Xung quanh cũng không có ai đâu. Tắm tiên nên là tắm khỏa thân luôn cũng được nè. Xung quanh có những cái tán tre che hết rồi. Đấy, nếu mà tắm ở đây thì cẩn thận coi khỉ dòm. Khỉ dòm là ngại lắm đấy. Đây là cái phòng ngủ. Đó là cái phòng ngủ cũng khá là hoành tráng. Và ở đây có một cái chỗ mà gọi là buổi sáng ấy, ngồi tâm sự. Đó. Ai thấy lãng mạn với xuống lãng mạn nha. Đây, ngoài đây là hồ bơi. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng đi coi hồ bơi. Chúng ta có thể tắm hồ bơi hoặc nhảy ra biển tắm. Bơi ở đây nước đang rất là mát. Rồi, ok. Thôi, chúng ta sẽ kết thúc hành trình review villa. Và bây giờ Hường sẽ đi ra kia tắm biển. Nếu mà mọi người muốn tắm biển có thể đi theo Hường coi nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chèo thuyền. Ơi ơi ơi, dép. Không, đứt rồi, đứt rồi. Để đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chèo thuyền. Và đứng xa khơi kia. Ở đây mình sẽ có việc nước. Ở đây mình sẽ có việc nước rồi.